chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời, giúp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đổi đời đại gia, cực giàu có, đúng trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quý bản mệnh thân mến, cổ nhân có quan điểm rằng, tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên, nghĩa là sống hay chết đều có số mệnh, giàu sang phú quý đều ở trời, sinh tử, phú quý, nghèo hèn của một người. Phần lớn là do trong vận mệnh của họ được thiên thượng ban tặng, những sự thăng trầm của vận mệnh, những lo toan bộn bề của cuộc sống, nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đời người 10 phần, thì 8-9 phần không như ý, không ai là thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ cả đời được, ai cũng sẽ gặp phải mưa gió trong hành trình cuộc đời, khiến cuộc đời thêm nhiều phần u ám, thiếu phần ánh sáng. Nhìn dòng sông dài của lịch sử, chúng ta chỉ như một giọt nước trong biển cả mênh mông, đời người có biết bao tiếc nuối và không như ý, tất cả đều là do số phận âm thầm đưa đẩy sau lưng. Nếu vận mệnh có vai trò quan trọng như vậy trong kiếp người, vậy chúng ta nên làm thế nào để biết được số mệnh của mình? Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hữu duyên khi được chia sẻ tới quý cô bác anh chị chi tiết về các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, giúp cô bác anh chị tuổi thì đón được cơn may tài lộc về nhà, đổi vận giàu sang. Và ngay sau đây là luận giải tử vi chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Tiết lộ tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, 6 tháng cuối năm 2024, đón lộc thần tài, đổi vận giàu sang nứt vách. Trước khi đi vào nội dung chi tiết về vận trình của bản mệnh trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, chúng ta hãy cùng điểm nhanh đôi chút về tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Giáp Thìn sinh năm 1964, hay còn gọi tên là Phục Đầm Chi Lâm, tức rồng ẩn trong đầm, mệnh Phúc Đăng Hỏa, là ngọn lửa đèn nhỏ, cung mệnh Nam 1964, Nam cung Ly Hỏa, Đông tứ mệnh, cung mệnh Nữ 1964, Nữ cung Càn Kim, Tây tứ mệnh, màu tương hợp, xanh, đỏ, màu tương khắc, đen, Phật Ban Phúc, Dược Sư Như Lai, Phật Ban Chí, Long Thù Bồ Tát, Phật Hộ Mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật Bảo Hộ, Phổ Hiền Bồ Tát. Hướng hợp Nam 1964, Đông, Đông Nam, Bắc, Nam, hướng hợp Nữ 1964, Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, con số hợp mệnh 3, 4, 9, con số khắc mệnh 1. Người tuổi Giáp Thìn dù là nam hay nữ thì cũng đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác, cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ, tuy không thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng Giáp Thìn là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình, vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công. Tuy nhiên, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm, nên có thể khiến người khác cảm giác rằng họ giả tạo, sống không thật, gió chiều nào xoay chiều ấy. Tuổi Giáp Thìn thường dễ bị kích động, cũng cố chấp, miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện gây chuyện thị phi, họ luôn làm việc theo từng bước có sẵn, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ vẻ tự mãn và coi thường người khác khi họ phát hiện ra những cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường chính nghĩa của mình. Bị người khác, đặc biệt là bạn bè, ra tay dùng thủ đoạn cướp mất để lấy thành quả thì sẽ có cảm giác bị phản bội nặng nề, vừa tức giận, vừa bị tổn thương. Song có lúc mất đi, lại là được, là ý trời khó tránh, đừng nên quá muộn phiền, họ không có tâm cơ, không giỏi giấu người khác những mục tiêu của mình, mà thường thoải mái chia sẻ với mọi người, sở thích hay quá khứ lỗi lầm của mình, nên dễ bị thất bại bởi âm mưu của kẻ tiểu nhân, đôi khi giấu đi sự thẳng thắn của mình. Không phải là điều xấu, cuộc sống này ẩn chứa quá nhiều điều xấu xa, con người cũng hiếm khi thành thật, nên tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Khi hành động nên chú ý đến từng chi tiết nhỏ, khi gặp phải trở ngại nên dứt khoát, chặt đứt mối liên hệ với những người, những sự việc khiến mình thất vọng, đừng để tới khi lún sâu vào thì muốn thoát thân cũng đã muộn. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác. Họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Những người này có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Thìn mệnh hỏa, từng hành động, cử chỉ, luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn thử thách mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình. Họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Thìn mệnh hỏa là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn an toàn nhất. Họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Xem tử vi năm 2024 Giáp Thìn theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa,
ít nhận được yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài, tự làm tự lo, muốn thành thơi hay vất vả, đều nằm ở suy nghĩ tích cực hay tiêu cực mà thôi. Xét về địa chi, Thìn bước vào năm tuổi phạm trực thái tuế, công việc làm ăn gặp khó, nhiều biến động, tài lộc giảm sút, kiếm tiền khó khăn hơn trước, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, xui khí được chiết giảm phần nào, gia đạo có trục trặc cũng được hóa giải, sức khỏe có giảm sút nhưng không quá nghiêm trọng. Tiêu kết, xét về can chi ngũ hành, nam mạng Giáp Thìn không được vận trình hỗ trợ, báo hiệu một năm làm ăn khó khăn, nhiều chuyện phiền muộn, biến động xảy ra, tiền bạc khó kiếm, tiêu hao lại nhiều, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy, dù có yếu tố hóa giải, nhưng vận xui vẫn khó tránh trong năm. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Giáp Thìn. Tam tai 2024, tuổi Giáp Thìn phạm tam tai năm cuối, hạn rất nặng, nhưng tránh kết thúc các việc quan trọng trong năm, kẻo gặp tai ương bất ngờ. Kim lâu năm 2024, tuổi Giáp Thìn không phạm kim lâu, có thể xây dựng nhà cửa, đứng tên lo liệu việc cưới hỏi cho con cháu trong nhà. Hoàng ốc năm 2024, tuổi Giáp Thìn không phạm hoàng ốc, tốt cho xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, Giáp Thìn nên tránh kết thúc các việc lớn, đề phòng tác động xấu của tam tai năm cuối, nếu có ý định xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu việc đại sự cho con cháu trong nhà, nên xem xét ngày lành tháng tốt để mọi việc thêm thuận lợi. Đánh giá tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Giáp Thìn khá xấu, nhiều khó khăn trong công việc, phiền muộn về gia đạo, trục trặc về tiền bạc, lao dốc vì sức khỏe, năm nay ưu tiên nghỉ ngơi, suy nghĩ tích cực thì mới mong bình an đến. Công việc làm ăn không thuận lợi, trồng trọt hay chăn nuôi đều gặp khó, dễ vướng thị phi, tranh chấp, kiện tụng, gây hao tổn danh dự hao tốn tiền của. Nếu còn đang tại chức, kinh doanh tự do với kinh nghiệm của mình, đương số vẫn có chỗ đứng riêng trên thị trường, song cạnh tranh tăng cao. Đối thủ nhiều chiêu trò cũng khiến nhiều fan lao đao, khi đã ở tuổi này nên dần trao lại việc cho con cái, đừng tự mình ôm cả vào người. Rất dễ lao lực, tiền bạc khó kiếm, tiêu hao lại nhiều, nhiều nhất cho vấn đề sức khỏe, dù có yếu tố hóa giải nhưng vẫn xui vận khó tránh trong năm. Sức khỏe giảm mạnh thậm chí mắc bạo bệnh, cần đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay tai nạn bất ngờ. Những điều không như ý trong cuộc sống ảnh hưởng tới tinh thần, nếu không kịp thời hóa giải, để lâu ngày còn sinh bệnh nghiêm trọng. Trong cuộc sống gia đình, Giáp Thìn có xu hướng nóng giận thất thường, luôn hành động theo ý mình. Mối quan hệ với bạn đời và con cháu xa cách, điều này càng khiến quý bạn khó chịu và muộn phiền không biết giải bày cùng ai. Về phương diện sự nghiệp và tài vận, đầu năm 2024, người tuổi Giáp Thìn chưa có sao cát chiếu mệnh còn nhiều khó khăn, nhưng là năm mở rộng quan hệ nhân tế. Đặc biệt vào 6 tháng cuối năm tín chủ có quý nhân phù trợ, giành được đại lợi trong sự nghiệp và mở rộng nghiệp vụ. Người sinh năm 1964, được mọi người chú ý, có quý nhân phù trợ, tài vận của người tuổi Giáp Thìn vào 6 tháng cuối năm có nhiều chuyển biến tốt hơn 6 tháng đầu năm. Nửa cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn vẫn nên tham gia đầu tư. Tuy nhiên trong năm nay, người tuổi Giáp Thìn có sao xấu chiếu mệnh, nên có nhiều điểm chưa thuận, họ phải vận động nhiều, làm những điều tu nhân tích đức để tránh ảnh hưởng thần kinh do phải suy nghĩ nhiều. Cuối cùng cần chú ý một điều, năm nay người Giáp Thìn có biến đổi lớn, đó là năm trực thái tuế, nên mọi việc không thể nóng vội. Người tuổi Giáp Thìn cần tự kiểm điểm mình, rút kinh nghiệm và phòng bị cho mình, vì năm trực thái tuế là năm đại chiến của người tuổi Giáp Thìn, cho nên họ cần chuẩn bị kế hoạch đầu tư một cách tốt nhất để đối diện với năm có nhiều khiêu chiến này. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là gia đình có cả may mắn và thách thức cùng tồn tại, và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài nổ lộc của bản mệnh. Nếu con giáp này nắm bắt được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão, trở thành con giáp giàu có nhất trong 6 tháng cuối năm 2024, bất chấp thái tuế này. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 được dự báo là khoảng thời gian yên bình và đem đến nhiều điềm lành, vận may. Người tuổi Giáp Thìn sẽ thành công trong bất kỳ vai trò nào bạn đảm nhận, các mối quan hệ tình yêu sẽ khởi sắc, cuộc sống hôn nhân sẽ rất tuyệt vời. Đây được xem là 6 tháng thuận lợi cho việc mở rộng vòng kết nối xã hội của tuổi Giáp Thìn, tín chủ sẽ có thể khởi động các dự án mới, lập kế hoạch thu về lợi nhuận tài chính tốt và tất cả các khoản đầu tư của tuổi Giáp Thìn sẽ sinh lời trong nửa cuối năm nay. 6 tháng cuối năm này, tuổi Giáp Thìn sẽ có thể khẳng định mình nhiều hơn vì bạn hiểu điều mình muốn,
và cách tốt nhất để đạt được chúng. Bạn có vòng tròn mối quan hệ xung quanh sẽ đem đến cho bạn những điều tốt nhất. Hãy cởi mở với những cơ hội và luôn nói có, cơ hội chỉ đến một lần. Do đó bạn không nên lãng phí chúng, mà nên tận dụng chúng tốt hơn. Bên cạnh đó, năm 2024, vận niên của người tuổi Thìn là vận niên Ngưu hồi sơn, tức là trâu về núi. Hình ảnh này mang ý nghĩa, ở núi tuy không có nhiều cỏ để ăn, nhưng vẫn còn lá cây non và xa loài người, thì tấm thân bớt cơ cực phần nào, điều này ngụ ý. Trong năm công việc làm ăn phải cẩn trọng, suy tính kỹ càng, chắc chắn có lợi mới nên làm kẻo khó còn đường lui. Đời sống tình cảm gặp trục trặc, đôi bên liên tục xảy ra xung đột, mâu thuẫn, gia đạo mất hòa khí, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa các con với nhau cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể vướng tranh chấp về vấn đề đất cát. Dự đoán tử vi 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy một thời kỳ hạnh phúc cho người tuổi Giáp Thìn, cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy rời khỏi những người và những thứ làm chệch hướng sự phát triển của bản thân, không quyết định bốc đồng và luôn đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Về công danh sự nghiệp, căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, chuyên gia chiêm tinh học nhận định tuổi Giáp Thìn có 6 tháng cuối năm 2024, thuận lợi trong sự nghiệp, nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất bạn nên từ bỏ sự lười biếng và sẵn sàng bắt tay vào hành động. Trong nửa cuối năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh Giáp Thìn có thể thấy ước mơ thăng tiến trong sự nghiệp của mình trở thành hiện thực, được cấp trên tin tưởng. Thời gian này những con rồng đầy tham vọng hoặc những người cảm thấy công việc hiện tại không còn phù hợp có thể tận dụng những mối liên hệ để tìm kiếm vị thế mới. Tử vi sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Giáp Thìn cho thấy sự nghiệp của bạn trong 6 tháng cuối năm nay sẽ có sự tiến triển, đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận sự nỗ lực của bạn. Bạn có kết quả làm việc nhóm rất tốt, có khả năng cao được thăng chức hoặc tăng lương thay vì chỉ dựa vào một nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại. Bạn nên tìm cách tạo ra nhiều thu nhập hơn, hãy tìm đến ý kiến chuyên gia trước khi quyết định tài chính, cởi mở hơn để đầu tư vào những hạng mục đem lại lợi nhuận lớn hơn. Theo dõi tử vi năm 2024 thì thấy được rằng tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm nên tập trung để làm những việc mình đã có sẵn kiến thức và kinh nghiệm, năng lực của bản thân không thiếu, bạn có thể dựa vào bản thân mình để phát triển sự nghiệp, nếu điều kiện cho phép, bạn cũng có thể thử sức trong việc hợp tác cùng người khác làm ăn kinh doanh. Sự bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp con đường thành công gần hơn. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh nếu làm trong lĩnh vực quảng cáo, marketing thì sẽ thuận lợi hơn, dễ gặt hái thành quả, có thể sẽ dễ dàng thăng tiến hơn trong sự nghiệp, các mức đãi ngộ cũng theo đó tăng lên. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ rằng, năm 2024 là một năm mà tín chủ phải tự lực, tự cường chứ không thể trông chờ vào người khác, tự sắp xếp lên kế hoạch cho công việc của mình, tự đốc thúc động viên bản thân kiên trì theo đuổi mục tiêu đã định. Nhờ có các tinh nâng đỡ nên những khó khăn, cản trở rồi cũng sẽ tiêu tan. Bạn sẽ đạt được thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, theo niên vận năm tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 phải chịu ảnh hưởng từ năm trực thái tuế, cộng với năm cuối tam tai, nên có thời điểm vận khí có nhiều biến động. Trong năm, bản mệnh phải luôn tự nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng để mắt đến mọi việc. Những việc quan trọng tốt nhất nên đích thân xử lý, còn nếu không thể tự mình ra mặt cũng cần giao đúng người, đúng việc để hạn chế bất trắc xảy ra. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành, tháng tốt và lựa chọn hướng Tây Bắc, Bắc và Tây sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho con giáp tuổi Thìn, năm nay đó là bạc, đỏ và vàng, con số may mắn cho người tuổi Giáp Thìn là số 2, số 5 và số 6. Về mặt tài lộc, xem tử vi cho 12 con giáp nhận thấy, trong 6 tháng cuối năm 2024 này, có chính tài tọa thiên tài, lại thêm cát tinh, cùng trợ lực, nên đường tài lộc của tuổi Giáp Thìn cực kỳ lý tưởng. Trong nửa cuối năm Giáp Thìn, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, tuổi Giáp Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh, buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, đồ uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Về mặt tình cảm gia đình và các mối quan hệ, tuổi Giáp Thìn phải nói rõ cảm xúc và nhu cầu của mình trong các mối quan hệ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7. Ai đó muốn mối quan hệ với bạn tiến đến một nước mới hoặc mong đợi sự gần gũi hơn, cần cho mình thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn, sáng suốt nhất.
các mối quan hệ lâu dài sẽ tiến triển vào giữa tháng 8 hoặc bắt đầu phai nhạt. Những con rồng độc thân sẽ phải trải qua một loạt lựa chọn vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Hãy mong đợi các mối quan hệ mới tăng chất lượng, trở nên mãnh liệt về mặt cảm xúc, tình yêu và sự hấp dẫn trở nên rõ ràng, đem lại viên mãn. Sau tháng 8, tuổi Giáp Thìn bắt đầu một giai đoạn mới đầy lãng mạn, tập trung vào hiện tại. Bạn quyết định bỏ lại phía sau các vấn đề trong quá khứ, nỗi nhớ và những mối liên hệ cảm xúc mạnh mẽ với những lý tưởng lãng mạn của ngày hôm qua. Tháng 7 và tháng 8 là thời điểm đi du lịch, sắp xếp lại cuộc sống hoặc hoàn thiện các vấn đề về tài sản. Đừng chậm chạp, tốt nhất là bạn nên trình bày rõ ràng nhu cầu và kế hoạch của mình ngay từ đầu để người khác đưa ra quyết định cần thiết. Đối với tuổi Giáp Thìn, nửa cuối năm 2024 là một khoảng thời gian tuyệt vời để đặt ra những mục tiêu vững chắc liên quan đến thời gian và nhịp độ tình cảm. Về mặt sức khỏe, dự báo tử vi tuổi Giáp Thìn 6 tháng cuối năm 2024 về phương diện sức khỏe cho thấy thời gian này bạn nên vận động nhiều hơn. Để giải quyết tình trạng tăng cân không lành mạnh hiện tại, bạn nên thực hiện chế độ ăn kiêng và uống đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, hãy luôn ngủ đủ giấc, vì điều đó rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Đừng bỏ qua những bệnh vặt, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay khi có triệu chứng mệt mỏi. Đồng thời, người tuổi Giáp Thìn cần phải chú ý kiểm soát những đồ ăn thức uống, tiêu thụ vào cơ thể, không sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích để giúp sức khỏe của bạn tốt hơn. Cần giữ bình tĩnh và thoải mái khi đối mặt với những tình huống khó khăn, dù đó là vấn đề sức khỏe của bản thân, người thân hoặc thành viên trong gia đình. Cần cân đối thời gian làm việc, vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng. Đặc biệt, bản mệnh cần giữ tinh thần ổn định, tránh xúc động mạnh, kẻo có nguy cơ đột quỵ. Quý vị thân mến, dựa trên những luận đoán về tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024, 6 tháng cuối năm nay hứa hẹn là thời điểm tốt đẹp đối với người tuổi Giáp Thìn. Bạn nên học cách biết ơn những món quà của cuộc sống và hài lòng với những điều mình đang có. Hãy chấp nhận những điều hiển hiện trong cuộc sống của bạn theo một cách tự nhiên nhất. Hãy tin vào bản thân mình và làm những việc đòi hỏi sự tập trung của bạn. Đừng nghe lời phán xét của người khác mà chùn bước khỏi việc theo đuổi mục tiêu và ước mơ. Cuối cùng, kết quả và thành tựu của bạn sẽ khiến tất cả mọi người phải công nhận về sự tài giỏi của bạn. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 6 âm lịch. Coi tử vi phương Đông, sang tháng Tân Mùi, tuổi Giáp Thìn có thể đạt được những bước phát triển đột phá. Song để có thể được như vậy, thì chính bạn cần phải cố gắng thật nhiều, không nên nghĩ đến việc dựa vào vận may hay nhờ người khác nâng đỡ. Về công việc, nhờ có sự trợ giúp của quan đới, bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, mở ra cơ hội thăng chức tăng lương cho chính mình. Tháng này, bạn biết sắp xếp công việc một cách khoa học, nên dù có bận rộn đến mấy bạn cũng không rơi vào hoàn cảnh bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau, bạn thường có thể hoàn thành rất tốt công việc được giao. Nên cấp trên không ngại giao cho bạn những trọng trách để bạn khẳng định bản thân mình. Bạn có thể phải đối mặt giải quyết những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ hoặc phức tạp. Khó khăn vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Song bạn chớ nên đầu hàng, hãy tin tưởng vào năng lực của mình và cố gắng tập trung, rồi dần dần bạn sẽ tìm được lối ra cho chính mình. Vận tài lộc của người tuổi Giáp Thìn phát triển khá ổn định nhờ có quan đới chiếu mệnh. Dù bạn là người làm trên lĩnh vực nào đi nữa, chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ là có thể gặt hái được những thành quả xứng đáng. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bạn trong sự nghiệp chính là nguyên nhân khiến lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương cho bạn. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này, tuy khoản tiền bạn nhận được không quá lớn, nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Hãy tiếp tục kiên định đi theo con đường mình đã chọn. Không ngần ngại đối diện với khó khăn thử thách, thì rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Theo tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch, chuyện tình duyên không có nhiều biến động đáng kể. Mối quan hệ vợ chồng vẫn gặp phải nhiều vấn đề chưa thể giải quyết nhanh chóng. Hai người dường như đều quá bướng bỉnh, nên không thể lắng nghe người khác. Có sức khỏe là có tất cả. Tháng này, người tuổi Giáp Thìn được chi tháng trường sinh. Thân thể cường tráng, tinh thần phấn chấn, có thể tham bất cứ hoạt động thể chất nào theo sở thích và phù hợp với độ tuổi mà không bị giới hạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là thời gian thích hợp để tuổi Giáp Thìn nghỉ ngơi, dành thời gian thư giãn, giải tỏa áp lực bản thân sau một quá trình nỗ lực chăm chỉ của mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc bạn bè,
Một chuyến du lịch nghỉ dưỡng là gợi ý tốt, giúp tuổi Giáp Thìn cải thiện và điều tiết tâm trạng. Trong tháng này, tín chủ cũng có cơ hội gặp được quý nhân, mở ra những mối nhân duyên tốt đẹp trong cuộc sống. Về công việc sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn gặp cục diện tam hợp, lại thêm quan đới che chở, vận trình sự nghiệp trên đà thuận lợi, mưu sự dễ thành, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn, khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn, bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng khá vượng, nên dù gặp tháng cô hồn, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Khó khăn trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, đạt kết quả khả quan. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể, con giáp thông minh lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn, gặp thiên thời địa lợi. Dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Nhưng nhiều cơ hội mở ra đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế, tránh để vụt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. Về tài lộc, con giáp này cảm nhận khá rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng, tháng có tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc, thêm cả sự hiện của thực thần. Bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, tuổi Giáp Thìn nhạy bén về tài chính, sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ, có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ, lưu ý, tiến hành từng bước, thận trọng, bước chậm, còn hơn nhanh ẩu đoảng, để nhận lấy sự thất bại, bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng tránh tham thì thâm là được. Chuyện tình cảm có nhiều tiến triển mới, người độc thân sớm tìm thấy đối tượng phù hợp, nhân duyên khác giới cực vượng, đôi lứa xứng đôi, tính chuyện hôn nhân trọng đại. Một vài mâu thuẫn xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa. Có điều, các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại, nhưng có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện nên việc đi đứng phải cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Trong tháng nên học cách kiểm soát bản thân, nhất là những người đang phải nuôi gia đình, đừng khiến người thân của mình phải chịu khổ, trong khi bản thân có khả năng lo chu toàn cho cha mẹ, con cái. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn có phần chững lại, vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định, tổng thể vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó, có lúc sức tàn lực kiệt chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình, đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Giáp Thìn đang trong tình trạng báo động, các cặp đôi không ngừng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn cũng theo đó mà gia tăng, con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình chung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. Công việc nếu không có được bước tiến nào quan trọng trong thời gian này, thì con giáp tuổi Giáp Thìn cũng chớ vội buồn, điều đó có nghĩa là bạn nên chậm lại mọi thứ. Không được nóng vội, nên tập trung vào việc học hỏi cải thiện bản thân, bạn là con giáp kiên cường, không để thất bại cản bước đến thành công cơ mà, hãy mạnh mẽ lên. Hữu bật nâng đỡ, để dù trong khó khăn bản mệnh vẫn có thể tìm ra cơ hội riêng cho mình, có thể cách thức thực hiện khác trước đây, đòi hỏi bạn phải tập trung và tính toán nhiều hơn. Nhưng đều đáng giá, cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp, đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết cho riêng bạn. Tuy nhiên, có những việc dù bạn cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi, đôi khi vì bận rộn phàn nàn về công việc, nên bạn quên mất việc tận hưởng những giá trị đẹp đẽ mà bạn đang có trong đời sống. Đừng vì quá nhiều những trách nhiệm, yêu cầu mà quên rằng bạn trong ngày hôm nay chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Thời gian này bạn cũng nên tìm cách cải thiện các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Đừng thể hiện thái độ đối đầu,
hay luôn cho rằng mình đúng, sẽ không ai muốn làm việc với bạn đâu. Nguồn thu không có gì khởi sắc nên bản mệnh phải cố gắng tiết kiệm hơn, đừng nên tiêu xài hoang phí, nhớ phải kiểm soát việc chi tiêu gắt gao hơn. Nếu không muốn rỗng ví từ giữa tháng, ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Giáp Thìn khó có thể kiểm soát được những khoản phải chi nhỏ lẻ. Tưởng là tiết kiệm được, nhưng cuối cùng nhiều số tiền nhỏ cùng chi ra trong một tháng khiến bạn hao hụt đáng kể đấy nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 9 âm lịch. Bước qua tháng 9 âm lịch, tổng thể vận trình khá ảm đạm, khi mà đường tài lộc và sức khỏe của tuổi Thìn đều vẫn đang sa sút nghiêm trọng, công việc và tình cảm ở mức bình ổn. Theo tử vi khoa học, trong tháng bị cục diện tương xung thái tuế tác động mạnh, công việc của người tuổi Giáp Thìn gặp nhiều trở ngại khó khăn, có những việc tưởng chừng sắp hoàn thành đến nơi, thì đến giai đoạn cuối cùng lại gặp trục trặc, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó, vì thế mà uy tín của người tuổi Giáp Thìn cũng bị giảm sút theo. Thời điểm công việc chính đang bận rộn thế này, tín chủ không nên ôm đồm quá nhiều việc, thay vào đó, dành thời gian tập trung làm công việc chính để củng cố địa vị, cũng như quyền lực nếu có, tránh tình trạng bị cấp trên đánh giá thấp hoặc phê bình. Trong tháng này, bản mệnh cần thận trọng khi đầu tư, những bạn tham gia vào các hạng mục đầu tư mạo hiểm, chơi cổ phiếu, buôn bán nhà đất, dễ phải chịu tổn thất lớn, tiền bạc đổ ra đầu tư một đi không trở lại, người làm kinh doanh nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao, thời thế thay đổi, thậm chí phải bán tống, bán tháo để thu lại nguồn vốn bỏ ra ban đầu. Về phương diện sức khỏe, những bạn làm công sở hay phải ngồi lâu một chỗ có nguy cơ mắc các bệnh về mắt và cột sống, cần lưu ý thường xuyên thay đổi tư thế, thi thoảng đứng dậy đi lại để giúp mắt đỡ căng thẳng, cột sống cũng không phải chịu sức ép từ một tư thế quá lâu, tránh các bệnh thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, bạn nên tập trung vào chuyên môn của mình vì có khả năng cao sẽ có cơ hội công việc tìm đến. Về sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 10 âm lịch này, không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi những chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió, nhiều biến động bất lợi xảy đến, khiến những chú rồng không khỏi lao đao một phen, điển hình là tình hình công việc không lý tưởng. Điềm báo tử vi cho thấy, nội bộ nơi làm việc xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, những lúc trong cát tàng hung, trong thuận có nghịch như vậy bạn càng không được chủ quan. Cẩn thận không bao giờ là thừa thãi, bạn phải luôn nhớ rằng, hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng chuyện. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, trong tháng này bạn vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp của cả hai cát tinh, tử vi và giải thần, nên vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần mệnh chủ kiên nhẫn hơn nữa, hạ quyết tâm cao độ, biến trở lực thành động lực để phấn đấu vươn lên bất chấp nghịch cảnh, thì chắc chắn sẽ đạt thành quả mỹ mãn như mong đợi. Xét về năng lực, có thể bạn vẫn còn nhiều hạn chế ở nhiều mặt, nhưng xét về độ kiên trì cố gắng thì bạn không thua kém bất cứ ai. Chính điều đó giúp bản mệnh có được thành công như ngày hôm nay, đừng bỏ qua ưu thế sẵn có của bản thân mình. Điểm sáng nhất trong tháng 10 âm lịch này, đó chính là phương diện tài lộc, trong tháng cả chính tài và thứ tài đều vượng, rất có lợi cho đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, nhờ hưởng cát khí từ sao tử vi, cát thần sẽ mang đến cho bản mệnh một vận trình tài lộc đáng mơ ước. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả, khi tài vận trong tháng khá sáng, có nguồn thu hoạch nhất định, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm sinh lời lớn, những chú rồng nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập, đôi lúc một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ đấy. Nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch nào đó, bản mệnh nên tận dụng thời cơ tốt để triển khai. Bước đầu chưa ai dám khẳng định sẽ thành công, nhưng chưa làm thì không thể biết kết quả ra sao. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Giáp Thìn không có nhiều biến động, gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa, nhưng có dấu hiệu nhạt nhòa vì cả hai quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân và cả chuyện con cháu, đừng để khoảng cách cứ vô tình lớn dần như vậy. Hai người cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần, khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia, hoặc người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, con đường tài chính của những người tuổi Giáp Thìn sẽ có chuyển biến khả quan hơn, một số người thậm chí thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ. Từ những cơ hội đầu tư đã nắm bắt được, nhiều cơ hội làm ăn mở ra với bản mệnh trong khoảng thời gian này,
dù không phải cơ hội nào cũng giúp bạn thu được lợi nhuận một cách nhanh chóng. Điều bạn cần chú ý trong khoảng thời gian này là hãy luôn chăm chỉ, quyết tâm đừng vội bỏ cuộc giữa chừng khi thấy kết quả chưa như ý. Do có tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác khách hàng triển vọng. Họ có thể giúp cho bạn buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận khả quan. Một vài người sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn những khách hàng mới hoặc những mối làm ăn mới giúp bạn nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh. Một số người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên, hãy chú ý cảnh giác cao độ vì rất có thể bạn sẽ gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía đối thủ. Đây chính là thời điểm bạn cần cố gắng tập trung hết sức để khẳng định giá trị bản thân mình, vươn tới một vị trí cao hơn nữa trong tập thể. Dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý gọn gàng những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Khó khăn xuất hiện trong khoảng thời gian này cũng không phải là điều gì đáng lo ngại. Nhờ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn thường xuyên nhận được lời cổ vũ, cũng như sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thậm chí, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, biến nguy thành cơ, gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi. Đáng tiếc là phương diện tình cảm lại không được tốt đẹp như mong muốn. Dưới tác động của ngũ hành tương khắc, bạn và người ấy dễ gặp phải chuyện mâu thuẫn với nhau. Đôi bên đều phải học cách lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng tự cho mình là nhất và luôn muốn chi phối nửa kia ở mọi việc. Mối quan hệ ổn định hai người phải biết tôn trọng nhau. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 tháng 12 âm lịch. Vào tháng 12 âm lịch, tuổi Giáp Thìn đôi lúc sẽ cảm thấy khá đuối sức vì bạn đang bước chân vào giai đoạn chạy gấp rút. Hãy cố gắng hoàn thành những công việc còn đang dang dở, tránh ôm đồm thêm những đầu việc mới vì sẽ gây sao nhãng cho bản thân. Tử vi tháng Chạp năm Giáp Thìn của tuổi Giáp Thìn khá tốt, cả tình yêu, sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe đều có những bước tiến triển đáng chúc mừng, có thể nói đây là tháng thu hoạch của những chú rồng. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này sau bao nhiêu ngày tháng vất vả cực khổ cũng đã hái được trái ngọt, bản mệnh có cơ hội được cấp trên ưu ái, cất nhắc lên vị trí cao hơn, trao cho nhiều trọng trách, lương thưởng đãi ngộ cũng theo đó tăng lên, mệnh chủ may mắn khi có quý nhân thiên đức luôn ở bên, tháng vượng quý nhân nên mọi sự rồi cũng êm ả qua đi, con giáp này phản ứng khá nhanh trước vấn đề, nên nhanh chóng xử lý được tình huống phát sinh, không để cho hậu quả lan ra, đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc, nhờ thế mà công sức bỏ ra vẫn được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tháng cuối năm, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán, bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng. Ngoài thu nhập từ công việc chính, còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén, khách hàng lại quả, tóm lại là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phồng. Các khoản tiền vay mượn trước đó, tưởng không còn khả năng thu hồi, lại bỗng dưng nhận về, quả là niềm vui bất ngờ đối với người tuổi Giáp Thìn, lần sau đừng nên cả nể, cho vay mà mất tình, mất cả tiền, mặc dù vậy không thể không nhắc đến vô số khoản mà con giáp này phải chi ra trong tháng, nếu không có các khoản này, thì có lẽ tuổi Giáp Thìn đã sớm phát tài phát lộc rồi cũng nên. Cuối năm phải mua sắm biếu xén quà cáp, đi lại giữa các nơi, tưởng chừng không có gì nhiều, nhưng cộng lại cũng thành cả khoản lớn khổng lồ. Cần kiểm soát tài chính cho tốt để tránh mua sắm lãng phí quá mức, bạn hãy để riêng một khoản tiết kiệm cho mình quý bản mệnh nhé. Về phương diện tình cảm, tuổi Giáp Thìn trong tháng cuối cùng của năm sẽ đón tin vui, người độc thân tháng này đào hoa vận không tồi, có hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Tình cảm phát triển khá nhanh, bản mệnh có thể sớm nghĩ tới chuyện trăm năm hạnh phúc, còn các cặp vợ chồng con cái vui vầy quây quần, sửa soạn đón Tết, nhờ đó tinh thần của tín chủ luôn vui vẻ hân hoan, nên sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại. Lời nhắc cải biến vận mệnh cho Giáp Thìn trong 6 tháng cuối năm 2024. Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, nhưng vẫn dựa trên cơ sở tiến chủ có nỗ lực hay không, và nỗ lực ấy một phần nằm ở việc biết quản tốt cái miệng của mình. Mệnh tốt hay xấu một phần bắt nguồn từ cái miệng, miệng có thể tích phúc, tăng phú quý, cũng có thể làm tổn hao phúc báo, dẫu phúc khí lớn hơn nữa cũng sẽ vì thế mà mất đi. Mệnh không tốt thì hãy thử xem lại cái miệng của mình, quản tốt cái miệng thì cũng sẽ giữ được phúc phận bản thân. Có câu cổ ngữ rằng, bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra. Nói nhiều quá rất dễ gây chuyện thị phi, rất nhiều người mệnh không tốt là vì nói quá nhiều, hơn nữa nói không suy nghĩ, không để ý đến hoàn cảnh có thích hợp hay không. Nói chuyện tùy tiện không chú ý chừng mực, không phân biệt thân quen hay xa lạ, với ai cũng chẳng kiêng kỵ e dè, lại còn tự khen mình là tính tình chân thật, thực ra nói năng tùy tiện. Không phải là vì tính tình chân thật, mà là biểu hiện của sự thiếu tinh tế trong giao tiếp, im lặng đúng lúc rất quan trọng,
việc chưa chắc chắn thì không nên nói bừa, cũng không nên chỉ vì một chuyện còn con mà tranh cãi đỏ mặt tía tai. Bạn bè dẫu tốt đến đâu, quan hệ dẫu thân mật thế nào thì cũng không được hoa chân múa tay, can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhất là trong vấn đề tình cảm. Chớ tự coi mình là người chỉ đạo của bạn bè, với bạn bè thông thường, chớ nên động một chút là dốc bầu tâm sự, thổ lộ hết mọi chuyện trong lòng. Có lẽ điều bạn coi là nghiêm túc thì với người khác lại giống như trò cười. Quản tốt cái miệng của mình, học cách im lặng đúng lúc, vậy mới giữ được phúc khí. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.